Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phần thứ 2 của định lý VS mà chúng ta đã học phần thứ nhất của định lý VS ở bài học trước. Rồi trước khi vào phần thứ 2 thì chúng ta ôn lại các ghi nhớ của phần thứ nhất. Đây, chúng ta có ghi nhớ thứ nhất. Đó là định lý VS. Nếu x1, x2 là hai nghĩa của phương trình bậc 2, ax bình phương cộng với x cộng c bằng 0 với a cắt 0, thì tổng hai nghiệm luôn bằng trừ b trên a, và tích hai nghiệm luôn bằng c trên a. Rồi, ghi nhớ thứ hai là về nghiệm của một cái phương trình bậc 2, thì cho phương trình bậc 2 ax bình phương cộng với x cộng c bằng 0 với a cắt 0, thì nếu a và c trái giống nhau, tức là a nhân c nhỏ hơn 0, thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đó là trường hợp thứ hai, delta lớn hơn 0, thì dẫn đến là phương trình có hai nghiệm phân biệt. Delta lớn bằng 0 thì phương trình có nghiệm. Đây, đó là bản ghi nhớ thứ hai về nghiệm của phương trình bậc 2. Đây, bản ghi nhớ thứ ba là về một dạng toán không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức liên quan đến hai nghiệm x1, x2 của phương trình bậc 2, ax bình phương cộng với x cộng c bằng 0 với a cắt 0, thì gồm có phương pháp làm và các biểu thức cần nhớ. Rồi, kế tiếp là một dạng toán tìm giá trị của tham số m để hai nghiệm x1, x2 của phương trình bậc 2, ax bình phương cộng với x cộng c bằng 0 với a cắt 0 thỏa điều kiện sao cho trước, thì phương pháp cũng gồm 3 bước. Rồi, đây là 4 bản ghi nhớ mà chúng ta đã rút ra được từ phần thứ nhất. Rồi, bây giờ sau khi học phần thứ nhất rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục phần thứ hai. Rồi, bắt đầu bài phần thứ hai thì chúng ta có một cái bài tập sau đây. Cho phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với a cắt 0, chứng minh rằng nếu a cộng b cộng c bằng 0 thì phương trình có một nghiệm là 1 và một nghiệm là c trên a. Câu thứ hai, nếu a trừ b cộng c bằng 0 thì phương trình có một nghiệm là trừ 1 và nghiệm thứ hai là trừ c trên a. Đây, bây giờ chúng ta tiến hành chứng minh hai điều này. Đây, giờ điều thứ nhất, nếu a cộng b cộng c bằng 0 thì phương trình có nghiệm thứ nhất là 1 và nghiệm thứ hai là c trên a. Thì bây giờ ôn lại về nghiệm của phương trình chúng ta đã học ở lớp 8. Một giá trị của ẩn được gọi là nghiệm của phương trình nếu như khi chúng ta thay cái giá trị đó vào hai vế của phương trình và nó dẫn đến là giá trị của hai vế đó bằng nhau, hay là dẫn đến một đẳng thức đúng, thì lúc đó chúng ta sẽ kết luận cái giá trị của cái ẩn đó ha, cái giá trị của ẩn đó sẽ là nghiệm của phương trình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng. Bây giờ ở đây chúng ta có hai cái giá trị là 1 và c trên a, đúng nè. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra giá trị đầu trước. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là 1 là dễ kiểm tra nhất, đúng nè. Rồi, do đó chúng ta tiến hành kiểm tra. Rồi, bây giờ giả sử x1 bằng 1 là nghiệm của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng với x cộng c bằng 0 với a cắt 0. Rồi, ta sẽ có điều gì? Vì nó mình giả sử nó là nghiệm, do đó mình có quyền thế vào phương trình để mình kiểm tra. Rồi, bây giờ thế vào phương trình. Chúng ta sẽ có là a nhân với 1 bình cộng b nhân với 1 cộng c bằng 0. Rồi, 1 bình là 1, a nhân 1 là a, b nhân 1 là b. Rồi, và trước đó chúng ta có cái đẳng thức a cộng b cộng c bằng 0. Và chúng ta kết luận ngay đẳng thức này là đẳng thức đúng. Vì sao? Vì theo đề bài cho mình là a cộng b cộng c bằng 0. Có phải không nào? Rồi, giờ đẳng thức này đúng. Vậy từ đó mình kết luận x1 bằng 1 là một nghiệm của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0. Rồi, bây giờ nếu x1 bằng 1 là nghiệm của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0 này, thì chứng tỏ là phương trình bậc 2 này có nghiệm. Mà nếu phương trình bậc 2 này có nghiệm thì quay về bài học trước chúng ta áp dụng định lý VS, chúng ta sẽ có x1 nhân x2 bằng c trên a, và thế giá trị x1 vào, chúng ta sẽ tính được giá trị của x2. Được chưa? Vậy từ đó chúng ta tìm được x2 bằng c trên a. Rồi, vậy là sau khi quay về kiến thức của lớp 8 để kiểm tra một là nghiệm phương trình và sau đó áp dụng tiếp
kiến thức học ở lớp 9 ở bài học trước định lý VS, chúng ta kiếm được cái nghiệm thứ hai là C trên A. Vậy từ đó chúng ta kết luận. Vậy nếu A cộng B cộng C bằng 0 thì phương trình có một nghiệm là 1 và một nghiệm là C trên A. À, giờ chúng ta đã chứng minh được câu thứ nhất của bài tập. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu thứ hai. Rồi, câu thứ hai. Nếu A trừ B cộng C bằng 0 thì phương trình có một nghiệm là trừ 1 và một nghiệm là trừ C trên A. Đây, chứng minh tương tự như câu số 1 chúng ta sẽ làm như sau. Rồi, giả sử x1 bằng trừ 1 là nghiệm của phương trình bậc 2 AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 với A cắt 0. Khi đó ta có. Rồi, thay giá trị x bằng trừ 1 vào. Và dẫn đến là A trừ B cộng C bằng 0. Và ở đây thầy kết luận đẳng thức này đúng. Vì sao? Vì theo giả thiết người ta cho là A trừ B cộng C bằng 0. À, mà nếu cái đẳng thức này đúng thì dẫn đến là x1 bằng trừ 1 sẽ là một nghiệm của phương trình bậc 2 AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 với A cắt 0. Mà nếu như vậy chứng tỏ là cái phương trình bậc 2 này có nghiệm. Vậy theo định lý VS ta có x1 nhân x2 sẽ bằng C trên A. Mà nếu như vậy chúng ta lắp vào, chúng ta sẽ có trừ 1 nhân với x2 bằng C trên A và dễ dàng tìm được x2 bằng trừ C trên A. Đây, vậy từ đó kết luận ngay liền. Vậy nếu A trừ B cộng C bằng 0 thì phương trình có một nghiệm là trừ 1 và một nghiệm là trừ C trên A. À, và đây là một bài tập để từ đó chúng ta đưa đến việc áp dụng nó vào việc nhẩm nghiệm của một phương trình bậc 2 khi nó rơi vào hai trường hợp đặc biệt này. Vậy bây giờ chúng ta áp dụng. Đây, đây là hai trường hợp nhẩm nghiệm đặc biệt của phương trình bậc 2 mà sau này mình có quyền áp dụng khi mình gặp phương trình bậc 2 và trong quá trình giải nó. Đây, cho phương trình bậc 2 AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0. Đây là trường hợp thứ nhất. Nếu A cộng B cộng C bằng 0 thì phương trình có nghiệm, một nghiệm là 1 và một nghiệm là C trên A. Nếu A trừ B cộng C bằng 0 thì phương trình có một nghiệm là trừ 1 và một nghiệm là trừ C trên A. À thì chúng ta lưu ý ha. Ở đây nếu là trừ B, à trừ B thì đây là sẽ là trừ 1 và trừ C trên A. Rồi chúng ta ghi nhớ điều đó. Để sau này chúng ta giải phương trình bậc 2 mà nếu nó rơi vào hai trường hợp đặc biệt này thì chúng ta kết luận nghiệm liền. Đây, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng ha. Giải phương trình. Cho phương trình bậc 2 35x bình trừ 37x cộng 2 bằng 0. Rồi, theo thói quen chúng ta sẽ xác định ba hệ số ABC. A bằng 35, B bằng trừ 37 và C bằng 2. Đó thì trước khi học hai trường hợp này thì chúng ta có nhiều cách giải đúng không nè. Cách thứ nhất là chúng ta quay về lớp 8. Chúng ta phân tích đa thức thành nhân tử, chúng ta đưa về phương trình tích. Hoặc là áp dụng hằng đẳng thức đúng không nào để giải. À, ở lớp 9 thì chúng ta dùng công thức nghiệm hoặc là công thức nghiệm thu gọn để giải. Nhưng mà hôm nay chúng ta có học hai trường hợp đặc biệt. Vậy chúng ta coi coi câu A của mình rơi vào trường hợp đặc biệt nào. Đây, bây giờ chúng ta kiểm tra. A cộng B cộng C. A cộng B ra trừ 2 cộng với C bằng 0. À, vậy là nó đúng ngay trường hợp thứ nhất. Vậy là A cộng B cộng C bằng 35 cộng với âm 37 cộng 2 bằng 0. Rồi, vậy nó rơi vào trường hợp A cộng B cộng C bằng 0. Kết luận ngay liền. Vậy phương trình có một nghiệm là 1 và một nghiệm là C trên A. Rồi, C trên A lắp số vô là 2 trên 35. Rồi, quá nhẹ nhàng, quá nhanh luôn. Đây, đó là trường hợp thứ nhất. Rồi, bây giờ mình qua trường hợp thứ hai. 4321x bình cộng 21x trừ 4300 bằng 0. Rồi, bây giờ nếu mà mình giải kiểu lớp 8 hay lớp 9 trước khi học hai cách này là mình thấy hơi mệt rồi ha. Đây, giờ mình kiểm tra coi nó rơi trường hợp nào. A cộng B cộng C bằng 0 hay là A trừ B cộng C bằng 0. À, chúng ta thấy ở đây nếu lấy 4321 trừ 21 mà cộng với này thì ra đúng bằng 0 rồi. À, vậy là nó rơi vào trường hợp thứ hai. A trừ B cộng C bằng 4321 trừ cho 21 cộng với âm 4300 đúng bằng 0. Vậy chúng ta kết luận ngay. Rồi, vậy kết luận ngay. Phương trình này có một nghiệm là trừ 1 và một nghiệm là trừ C trên A. Và tính được là
4.300 trên 4.321. Vậy chúng ta thấy nhờ hai trường hợp đặc biệt này thì chúng ta nhẩm ra nghiệm một cách. Đây, và từ đó chúng ta đưa đến một cái chú ý. Thì chúng ta thấy nếu đây có A cộng B cộng C bằng 0 thì ở đây chúng ta kết luận có nghiệm. Nếu A trừ B cộng C bằng 0 thì chúng ta có thể kết luận có nghiệm không nè. Vậy đây cũng là một trong những cách chúng ta có thể dùng nó để kết luận phương trình có nghiệm. Đây, nếu phương trình bậc 2 AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0, có A cộng B cộng C bằng 0 hay A trừ B cộng C bằng 0 thì mình kết luận ngay phương trình có nghiệm X1, X2. Đây, đây là một trong những cách giúp chúng ta kết luận phương trình có nghiệm. Thì là chúng ta đã hoàn tất cái việc là chúng ta áp dụng hai trường hợp đặc biệt A cộng B cộng C bằng 0 và A trừ B cộng C bằng 0 vào việc nhẩm nghiệm của phương trình. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục bài học. Rồi, tiếp tục bài học chúng ta đó là định lý VF đảo. Thì trong phần 1 La Mã chúng ta đã học định lý VF thuận. Thì hôm nay chúng ta sẽ học phần còn lại của định lý đó là định lý VF đảo. Rồi, nội dung định lý VF đảo như sau. Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng B, thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình X bình trừ SX cộng B bằng 0. Với điều kiện để có hai số đó là S bình trừ 4B lớn hơn hoặc bằng 0. Thì thầy đố mấy em S bình trừ 4B đây là gì? S bình trừ 4B chẳng qua ở đây nó là gì? Việc thức delta của cái phương trình bậc 2 X bình trừ SX cộng B bằng 0 này thôi. Đúng không? Có nghĩa là delta này phải lớn bằng 0. Thì cái phương trình này mới có nghiệm. Phương trình này có nghiệm thì mới tìm được hai cái số này. Nắm rõ ha? Rồi, vậy bây giờ vấn đề đặt ra là định lý VF đảo này áp dụng vào chuyện gì? Nó chỉ áp dụng một chuyện đơn giản là tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ. Ví dụ tìm hai số biết tổng của chúng bằng 27 và tích của chúng bằng 180. Thì chuyện này trước khi đi học, trước khi học cái định lý VF đảo này chúng ta cũng có thể làm được. Đúng nè, nhưng mà hôm nay mình học định lý VF đảo rồi thì mình áp dụng mình giải cho nó nhanh ha. Đây, bây giờ mình có tổng hai số là 27. Vậy mình suy ra S bằng 27. S là tổng của hai số. Đây, tích của hai số bằng 180. Vậy mình suy ra B là bằng 180. B đại diện cho tích của hai số. Rồi, vậy theo định lý VF đảo mình sẽ có là gì? Hai số cần tìm là nghiệm của phương trình X bình trừ SX cộng B bằng 0. Được chưa? Rồi, vậy từ đó mình suy ra hai số cần tìm của mình sẽ là nghiệm của phương trình X bình trừ 27X cộng 180 bằng 0. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiểm tra coi cái phương trình này có nghiệm hay không. Thì mình lập biệt thức delta đúng không nè? Đây, lập biệt thức delta chúng ta là 9 lên 0. Vậy chứng tỏ là phương trình này có nghiệm. Có nghiệm là hai số này chúng ta tìm được. Nắm rõ ha? Rồi, vậy từ đó chúng ta giải cái phương trình này chúng ta được tìm được nghiệm thứ nhất là 15 và nghiệm thứ hai là 12. Và như ở phần trước chúng ta đã kết luận đó là hai số cần tìm là nghiệm của cái phương trình đúng không nè? Vậy chúng ta kết luận liền. Vậy hai số cần tìm là 15 và 12. Đây, đó là một áp dụng tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Đây, bây giờ chúng ta qua ví dụ thứ hai là áp dụng vào việc giải hệ phương trình. Chẳng hạn chúng ta có hệ phương trình x cộng y bằng trừ 32, x nhân y bằng 231. Thì chẳng qua cái bài này nó là tìm hai số khi biết tổng và tích giống như câu A thôi. Nhưng mà ở đây nó chuyển qua cách, nó khỏi cách khác là giải hệ phương trình. Để coi chúng ta có biết cách áp dụng không ha. Thì chúng ta quan sát đây là tổng của hai số nè. Đây là tích của hai số nè. Vậy áp dụng định lý VF đảo được rồi. Vậy chúng ta sẽ áp dụng để giải ha. Rồi, ta cho tổng của X và Y bằng trừ 32, mình gọi là S. Và tích của X và Y là 231, mình cho là B. Được chưa? Nên theo định lý VF đảo, chúng ta sẽ có X, Y là nghiệm của phương trình T bình trừ ST cộng P bằng 0. Thì ở đây thầy thay đổi cái phương trình bậc 2 này là phương trình bậc 2 ẩn T để tránh nhầm lẫn với X và Y là ẩn của cái hệ phương trình này. Mấy em ha? Rồi, hiểu vấn đề này ha? Rồi, giờ chúng ta áp dụng bài. Vậy x, y sẽ là nghiệm của cái phương trình t bình cộng 32t cộng 231 bằng 0. Được chưa? Giờ đưa về giải phương trình bậc 2 ẩn t. Chúng ta tìm được hai giá trị
T1 bằng trừ 11 và T2 bằng trừ 21. Được chưa? Rồi thì ở trên đây mình nói là SI là nghiệm của phương trình và mình tìm được nghiệm phương trình là trừ 11 và trừ 21. Đúng không? Vậy từ đó mình sẽ tìm được nghiệm của hệ phương trình này là x bằng trừ 1, x bằng trừ 11 và y bằng trừ 21 hay x bằng trừ 21 và y bằng trừ 11. Và cả hai cặp xy này đều là nghiệm của cái hệ phương trình này hết. Nắm rõ chưa nào? À, đó là việc chúng ta áp dụng định lý VS đảo vào việc giải hệ phương trình. Được chưa? Rồi. Thì là sau khi học xong phần 2 thì chúng ta đưa đến các ghi nhớ sau đây. Ghi nhớ thứ nhất là hai trường hợp nhẩm nghiệm đặc biệt của phương trình bậc 2. Khi chúng có A cộng B cộng C bằng 0 và khi A trừ B cộng C bằng 0. Rồi chúng ta nhớ hai trường hợp đặc biệt này ha. Để sau này trong một số bài nếu áp dụng được chúng ta có thể kết luận ngay nghiệm của nó. Rồi ghi nhớ thứ hai là bổ sung thêm việc là về nghiệm của phương trình bậc 2. Thì đây là ba trường hợp kỳ trước chúng ta đã biết về nghiệm của phương trình bậc 2. Thì hôm nay nhờ hai trường hợp đặc biệt là A cộng B cộng C bằng 0 hay A trừ B cộng C bằng 0 thì mình kết luận ngay phương trình bậc 2 có nghiệm. Rồi, cái ghi nhớ thứ ba là cái định lý VS đảo. Ha, là nếu hai số có tổng bằng S và trích bằng B thì hai số đó sẽ là nghiệm của cái phương trình bậc 2 x bình trừ SX cộng B bằng 0 với điều kiện tìm được hai số đó là phải có S bình trừ 4B lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi, đây là ba bản ghi nhớ chúng ta cần cắt sâu trong kiến thức để áp dụng vào việc giải bài tập một cách nhanh chóng và chính xác. À, thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Thầy hy vọng các em sẽ hiểu rõ về bài học này và áp dụng nó một cách nhanh chóng nè, chính xác nè vào việc giải bài tập. Đến đây, thầy xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau. Chúc các em luôn dồi dào sức khỏe và gia đình luôn luôn bình an.